cần em hát câu tình ca. Đó cũng chẳng bên hiên nhà, ngỡ như sáng ai đang về, ngọt ngào hương xuân thắm trên bờ môi. Nhàng đàn chim em bay ô kìa mùa về bao đắm say, buồn mùa xuân bao thắm tươi quê hương với bao niềm vui. Rộn ràng đàn em bé thơ tưng bừng cùng mùa xuân mới ra. Dịu dàng sao hương sắc xuân hát cùng em cũng tình ca. Cánh mai thắm tươi xuân nồng, ấm đôi má em thêm hồng. Cùng mùa xuân em đến giữa đời vui. Tiếng chim hót vui cho đời, tiếng em hát thêm yêu người. Đẹp mùa xuân đất nước trong. Trong lòng mình chứa tràn tiếng pháo vui vang đâu đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa điệu nhạc dân em như bức tranh tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân, vẫn muôn đời yêu mến xuân. Nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may. Xuân thắm tươi hương nồng say.
trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng dạt dào hôn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao, ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương sánh vai nhịp nhàng thắm duyên, dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhân thế ơi mong đời xuân. Trong lòng mình chứa tràn tiếng pháo vui vang đâu đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa điệu nhạc xuân em như bức tranh tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân, nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may, xuân thắm tươi hương nồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng dạt dào hôn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao, ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương sánh vai nhịp nhàng thắm duyên, dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhân thế ơi mong đời xuân. Còn mùa xuân đem vui đất trời còn... Bắt đầu ban tổ chức chúng tôi vào làm việc. Sau đây xin phép toàn thể bà con nhân dân chúng ta ổn định chỗ ngồi và giữ trật tự để ban tổ chức chúng tôi tiến hành làm việc. Sau đây ban tổ chức sẽ tiến hành làm việc bắt đầu. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ ông cụ bà đã về dự lễ mừng thọ hôm nay, mùa xuân Giáp Thìn năm 2024 đã về trên quê hương Yên Thế nói chung, với những người cao tuổi thôn Thủ Dương nói riêng. Các cụ được vui mừng đón một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các cụ và các con cháu và bà con nhân dân lời chúc sức khỏe đầu xuân vui vẻ hạnh phúc vạn sự như ý. Và xin gửi tới các quý vị đại biểu khách quý lời chào chân trọng nhất. Sau đây xin trân trọng kính mời các quý vị cùng các cụ, các ông, các bà thưởng thức chương trình văn nghệ đầu xuân do chị em phụ nữ Hùng Vương biểu diễn. Mùa xuân đã đi qua, mẹ hình lòng nước hoa nở khắp nhà, xa tộc xung vầy thương đức mẹ, cháu con hạnh phúc nhớ ơn cha, cầu mong cha mẹ thank you.
Thank you.
tôi xin tuyên bố khai mạc lễ Mừng Thọ ngày 13 tháng 2 năm 2024, tức ngày 4 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Xin được bắt đầu. Kính thưa các quý vị đại biểu, cùng các cụ ông, cụ bà và toàn thể quân nhân dân, cùng tất cả các con cháu của các cụ đã được Mừng Thọ hôm nay. Hội người cao tuổi xã nhà trong những năm gần đây đã và đang phát triển rất mạnh mẽ. Đó là nhờ quan tâm giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể đã tạo cho các cụ có sân chơi lành mạnh bổ ích. Về dự buổi lễ Mừng Thọ hôm nay có rất đông đông các cụ ông cụ bà đại diện cho đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể thừa thiên huế. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đinh Khắc Thạch, bí thư chi bộ; hai, ông Trương Đức Lệnh, trưởng thôn; ba, các ông bà thành viên trong ban mặt trận cùng 32 cụ được trao bằng và các con các cháu và toàn thể nhân dân trong thôn và dự cái chương trình trao tặng quà của các cụ hôm nay. Vậy xin kính mời toàn thể chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng các vị đại biểu và các cụ cùng các cháu. Muôn nhà đều yên vui cùng ấm no, xóa bỏ những ưu
khi khách đến chơi nhà, giọt tươi hạnh xuân chén cha mầm nhau, giọt tươi hạnh xuân chén cha mầm nhau. Hãy cùng người mình đừng mê cho những buông ánh mắt ngập ngừng để người dân, những người dân thế này ra núi châu từng cây, ra chén cha từng chén, ra mình quan từng hát thì rồi ơi ai lại phản lòng để bây giờ ra nó ôm mấy trông rằng nó mà chơi. Mấy khi khách đến chơi nhà đón theo quả đất đã cho mình người xây, xe này khi lắm người ơi, mỗi người mỗi trẻ cho gia đình tăng thương lòng. Khách đến chơi nhà rằng mấy khi khách đến chơi nhà, giọt lời hạt xuân chén trà mừng nhau, giọt lời hạt xuân chén trà mừng nhau. Để anh sớm một miếng trầu rộng rộng vật biên qua cầu gió bay. Giá em đừng hạt hay, giá em đừng đẹp ngã, đừng cao tướng thân, đừng hắn bó qua, đừng hắn không người ơi người, đừng mê cho những buông ánh mắt ngập ngừng để người dân, những người dân thế này ra miếng trầu từng ngày, ra chén trà từng chén, ra tình hoan từng hát thì rồi ơi ai lại phản lòng để bây giờ ra họ ôm mấy trông trong giấc mơ mà chưa. Ra em đừng hát hay, ra em đừng đẹp ngã, đừng cao tướng thân, đừng thân ngó qua, đừng hát câu cười tươi cười ở đừng bay. Cho những buông ánh mắt ngập ngừng để người dân, những người dân thế này ra miếng trầu từng cay, ra chén trà từng chén, ra tiếng hoan từng hát thì rồi ơi ai lại phải lòng để bây giờ ra đó có mấy trông cho rằng nó mà chưa. Đầu xuân năm mới, cháu xin gửi tới các cụ, các ông, các bà, các bác và các cô chú một năm mới an khang thịnh vượng. Cháu tên là Nguyễn Phương Hoa, con của bố Tóc, mẹ Oanh, cháu của ông Tiến, bà Lan. Cháu tên là Nguyễn Linh Giang, con của bố Công, mẹ Thủy, cháu của ông Tiến, bà Lan. Hôm nay là ngày mừng thượng thượng thọ hai cụ, chúng cháu xin gửi tới hai cụ, các ông, các bà, các bác, các cô chú hai bài thơ. Mừng thọ hai cụ, chẳng bạc hay vàng chỉ lãng hoa, mừng hai cụ thượng thượng thọ trốn quê nhà, mong bầu sức khỏe vun đầy đặn, ước giò tinh thần trôi thiết tha, bạn hữu yêu thương đà đủ ngọt, cháu con kính trọng sẽ quên già, 90, 95 mùa hoa nở, nào có lâu gì một thoáng qua. Sau đây cháu xin gửi tới hai cụ bài thơ mừng thọ hai cụ ạ. Hôm nay mừng thọ hai cụ, trong nhà ngoài ngõ thật là đông vui, mọi người tay bắt nhiệt chào, nhìn ai cũng thấy người nào cũng vui. Mừng hai cụ tuổi 95, họ hàng con cháu cười tươi chúc mừng, nhớ ơn cụ dạy nên công cụ chăm sóc bằng người Biển Đông, hai cụ như móng với nền để cho con cháu xây nên ngôi nhà, ngoài kia hoa nở muôn loài, chúc hai cụ ngoại họ ngoài 100 rồi giàu sức khỏe như mong để cho con cháu an lòng làm ăn. Chúng cháu xin chúc hai cụ và các ông bà một năm mới mạnh khỏe ạ. Con xa cho đến con gần về mừng thượng thọ ông bà 95, hoa đào hoa cúc nở cười, con cháu rộn rã đón mời hai cụ 95
bà cười, ông bảo còn duyên, ông khỏe, bà khỏe, hơn tiền đời cho. Ông bà xưa tuổi phải lo, cơm ăn mất bữa, đói no gặp nhiều. Sắn khoai, cay đắng đủ điều, chát chiu giọt sữa, sớm chiều nuôi con còn bé, bà còn bú mớm, lớn lên rồi cơm đột sắn khoai, tháng năm vất vả miệt mài nuôi con, ông bà chịu phải gian nan, đến nay con cháu đều ngoan, tay nghề thành thạo lo toan sớm chiều, cháu chắc năng động đáng yêu, sinh viên đại học mọi điều kéo tay, lao động tích cực hăng say, đi về phụng dưỡng trăm ngày ông bà, sông dài biển rộng bao la, công ông công bà ví tựa núi cao, mấy ai đếm hết trời sao, đố ai đo được công lao ông bà, cháu con gìn giữ nếp nhà, phụng dưỡng ông bà đến trọn trăm năm. Xin các vị tràng vỗ tay chúc mừng được họ hai cụ. Người tươi thiết mây thơ, niềm vui trong ánh mắt, một mùa xuân ấm êm gia đình, gió đưa xa lời ca, đón xuân về với mái đảo trước sân, ngày ơi xuân đưa lâng lâng, đón anh về với gia đình cuối năm, hạnh phúc đong đầy chứa chan bao đời, anh từng mong phút giây có nhau, rộn ràng tiếng nói dưới mái nhà, hoa nào bằng gia đình sum họp, tết nào vui bằng cách đoàn viên. Đang để ba dưới con lấy máy con này. Dù là nơi rất xa, còn buồn ba cuộc sống, về cùng con yêu. Nhớ thương bao điều, từng bước chân như vội hơn, nụ cười tươi thiết tha, niềm vui trong ánh mắt. Cho đời hãy tận hưởng phút giây mình cùng nhau, sột sạt tiếng nói trên mái nhà, hoa nào bằng gia đình sum họp, tết nào vui bằng tết đoàn viên. Ngày hôm xuân đưa lần lần, đón năm về với gia đình cuối năm. Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều và xin một tràng pháo tay thật lớn của tất cả quý vị được không ạ? Sum họp một nhà, mừng mẹ, mừng bà, mừng cụ trường sinh. Cụ cười trông vẫn còn tinh, da hồng tóc bạc tưởng cụ mình mới 80, nhớ xưa cụ tuổi 50-60, hai vai gánh nặng hơn để nuôi gia đình, ơn sâu nghĩa nặng mẹ đành đảm đang, sát son như chị em làng nuôi con cơm cháo chưa sang chưa giàu, đến nay con ở Bắc con ở đâu, con nào cũng có cũng giàu cũng no, mẹ vui như được trời cho, gia đình con cháu ấm no đời đời, ơn của mẹ như trời như biển, lớp cháu con sống được hiển vinh, nâng niu tình nghĩa mẹ mình, chất chiu giọt sữa mẹ dành nuôi con, đến nay tuổi mẹ cửu thập niên tròn, con cháu mong mẹ sống tròn bách niên, để cho trai giỏi gái tài, dâu hiền trẻ thảo sánh vai đáp đền, ngày xuân vẫn xuân vẫn đang xuân, anh em là cựu chiến binh, chúc mừng cựu chiến binh của Hùng Vương, chúc mừng hai cô, xin các vị cho tràng vỗ tay. Từ sen hồng, tên này anh không thèm đi
chơi, xin mê hay ngạc ngồi, đàn lạc hay vũng tàu. Vì đã có em đem lại một đời, tô thêm vào lòng người, chán chứa mọi buồn vui. Tết này anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em rộn ràng lòng anh rồi. Không thèm chơi đánh bài, vì trong vòng tay anh đã có em như lòng bàn. Đến nay anh cũng chẳng chơi hoa, vì mỗi em cười như chưa cả buồn xưa. Đến nay anh không thèm chơi đánh bài, vì trong vòng tay anh đã có em như lòng bàn. Tình này anh cũng chẳng chơi hoa, vì mỗi em cười như chưa cả buồn xưa. Tình này anh cũng chẳng chơi hoa, vì mỗi em cười như chưa cả buổi sáng. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Mỗi lần 3 cây nhá. Tuổi tác cao trời
hình hài tổ tiên mới có, ngày toàn dân hớn hở đón xuân sang, mừng kính tổ vui làm lễ thọ, nhiếp cáo trừ vị thần linh, kính lạy miếu đường tiên tổ, xin mở rộng lòng nhân, vun trồng nước độ, mong sao ngày tháng mãi mãi bền lâu, ước được gốc cành thêm củng cố, tưởng niệm công đức ngày xưa của tiên tổ, gọi chút khói hương lễ nhỏ, hướng công linh giáng tấu lòng thành, cúi mong phù trị bảo hộ, xin tiên linh khởi rộng mạch trường sinh, cho hậu duệ tôn leo lên đền đại thọ. Trên thiên đàng tăng lên kỷ lâu dài, như rùa hạt vô thương, dưới hải ốc tươi phúc lộc dồi dào, như suối nguồn bất hủ, cấu đầu quý lệnh thần linh tiên tổ anh linh, ô cẩn cao. Mặt trời mọc lên từ bóng em,
phố nhỏ nhìn lên từ trong mây ơi xa mơ nơi gặp gỡ đất trời. Trước khi đi vào buổi lễ mừng thọ ngày hôm nay, cho phép tôi thay mặt cho gia đình hai cụ cùng ban tổ chức xin được gửi lời cảm ơn và chào đón trân trọng nhất đến toàn thể các vị khách quý cùng mọi người có mặt trong buổi lễ mừng thọ hôm nay. Kính thưa hai cụ, kính thưa các vị khách quý, hôm nay ngày mùng 4 Tết năm Giáp Thìn, gia đình các con cháu đồng tâm phấn khởi theo nguyện vọng của hai cụ, mong muốn của hai cụ tổ chức lễ mừng thọ cho hai cụ tại Tư Gia. Thay mặt ban tổ chức, tôi tuyên bố khai mạc buổi lễ mừng thượng thọ được bắt đầu. Tiếp tục xin trân trọng giới thiệu huyện Y Yên, các đồng chí nguyên lãnh đạo và lãnh đạo hiện tại của huyện Y Yên, cựu chiến binh huyện Y Yên cũng về chúc thượng thọ hai cụ. Xin đề nghị cho một tràng vỗ tay. Xin trân trọng giới thiệu đối với xã nhà, chủ tịch cựu chiến binh xã Yên Tiến, rồi là các đồng chí ở đông ngũ của trai Ngô Văn Lộc cũng có mặt về đây để dự lễ thượng thọ hai cụ. Xin trân trọng giới thiệu, đề nghị hoan hô. Xin trân trọng giới thiệu đối với thôn Hùng Vương, nơi mà cụ Ngô Văn Dứa sinh hoạt đảng, sinh hoạt cựu chiến binh, sinh hoạt người cao tuổi, gồm có bí thư, xóm trưởng, trưởng ban mặt trận và các cụ cao niên, đặc biệt là cụ Trần Xuân Biên, 93 tuổi, hôm nay rất mạnh khỏe đến để dự chúc thượng thọ cụ Dứa. Xin đề nghị hoan nghênh. Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu tại hội trường này hôm nay có tất cả bà con anh em nội ngoại lối xóm thân bằng cố hữu gần xa đã về dự đông đủ để chúc thượng thọ hai cụ. Xin một tràng vỗ tay chào mừng. Sau đây xin trân trọng giới thiệu, em xin sẽ lên làm thủ tục dẫn chương trình của buổi lễ. Xin mời. Vâng, và chúng con xin được cảm ơn công rất nhiều đã đại diện cho gia đình thay mặt với chương trình lễ thư từng thọ để chúc mừng cho cụ ông Ngô Văn Dứa 95 tuổi hạc và 63 tuổi đảng, và chúc mừng cho lễ thượng thọ của cụ bà Đinh Thị Lam 90 tuổi xuân. Và kính thưa quý vị, kính thưa thân mến, giờ phút này xin được thay lời cho ban tổ chức cũng như thay lời cho gia đình, thay lời cho hai nhân vật chính của ông và cụ bà, xin được hân hạnh đồng nhiệt chào đón và cảm ơn tới toàn thể quý vị, các bậc cao niên, các cụ công các bà, toàn thể quý vị bà con lối xóm cũng như các con các cháu, tất cả các đồng chí đến từ tỉnh, đến từ huyện, đến từ thành phố, tất cả khắp trên đất nước của mọi miền của Việt Nam đã trở về tham dự với chương trình ngày hôm nay. Xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào và lời cảm ơn trân trọng nhất, và xin được chúc cho tất cả quý vị chúng ta có thật nhiều may mắn, an khang và thịnh vượng. Xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, kính quý thân mến, văn nghệ Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa vẫn luôn có một quan niệm vô cùng là đúng đắn. Tất cả quý vị chúng ta sống vì cha, vì mẹ. Và ngày hôm nay là ngày mà các con, các cháu của cụ ông Ngô Văn Dứa và cụ bà Đinh Thị Lam đã chính thức long trọng tổ chức lễ mừng thượng thọ để chúc mừng cho thượng thọ dành cho bố mẹ, dành cho ông bà, đặc biệt đó chính là các con, các cháu. Cảm ơn với những công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ, của ông bà đã luôn dạy dỗ và bảo ban cho chúng con đã khôn lớn và trưởng thành. Và thưa quý vị, ngày hôm nay gia đình được đón tiếp toàn thể quý vị, các đồng chí trở về từ tỉnh, từ huyện cũng như trên mọi miền của Tổ quốc của Việt Nam, cũng như các cụ công các bà, các bậc cao niên, toàn thể quý vị và các nơi xóm, các con, các cháu đã trở về, đã cùng tề tiểu tại nơi đây để ngày hôm nay cùng chúc mừng lễ thượng thọ. Những công việc nho nhỏ trên những dãy bàn tiệc trà, cùng tạm các lại những công việc riêng tư, những câu chuyện để ngay bây giờ hướng mắt trở về sân khấu và cùng chào đón sự hiện diện của ông Nam sẽ thay mặt cho các con các cháu có bài thơ để đọc và dành tặng cho hai cụ. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón ông Nam. Con cháu đầy nhà, đầy cửa, đầy sân,
con xa cho đến con gần về mừng thượng thọ ông bà 95. Hoa đào hoa cúc nở cười, con cháu rộn rã đón mời hai cụ 95. Bà cười ông bảo còn duyên, ông khỏe bà khỏe ơn tiền trời cho. Ông bà xưa tuổi phải lo, cơm ăn mất bữa đói no gặp nhiều. Sắn khoai cay đắng đủ điều, chắt chiu giọt sữa sớm chiều nuôi con. Con còn bé bà còn vú mớm, lớn lên rồi cơm đột sắn khoai. Tháng năm vất vả miệt mài, nuôi con ông bà chịu hoài gian nan. Đến nay con cháu đều ngoan, tay nghề thành thạo lo toan sớm chiều. Cháu chắt năng động đáng yêu, sinh viên đại học mọi điều khéo tay. Lao động tích cực hăng say, đi về phụ dưỡng chăm ngay ông bà. Sông dài biển rộng bao la, công ông công bà ví tựa núi cao. Mấy ai đếm hết trời sao, đố ai đo được công lao ông bà. Cháu con gìn giữ nếp nhà, phụng dưỡng ông bà đến trọn trăm năm. Xin các vị cho một phần báo tay. Báo cáo là đoàn thành phố Hồ Chí Minh do điều kiện công tác về đây từ lúc 11 giờ trưa không thể ở lại được. Nhà văn Đào Văn Sử, quê hương Yên của chúng ta, có gửi lại bài thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt, hai đoạn thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt. Tôi có sự ủy nhiệm, tôi sẽ đọc hai bài thơ này. Ngô Đinh hai họ các đàng, bạn hữu thông gia khắp gần xa. Hân hoan chúc thọ mừng xuân mới, đại phúc vẹn toàn nở muôn hoa. Kính chúc ông bà tựa tam đa, tuổi thượng thượng thọ thắm duyên nhà. Vui con cháu chắt ngoại ngoan vinh hiển, trong họ ngoài làng mãi lợi ta. Xin cảm ơn. Chúng ta sẽ cùng chào đón bí thư ông Đinh Khắc Thăng sẽ thay mặt cho đảng, chính quyền, mặt trận lên đọc lời chúc và tặng hoa, tặng quà cho cụ ông và cụ bà. Và xin mời toàn thể quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón trân trọng. Kính mời. Kính thưa các quý vị khách quý, kính thưa gia đình cụ Dứa và gia tộc họ Ngô, hôm nay tại tư gia cụ Ngô Văn Dứa, con cháu cụ và gia tộc tổ chức lễ mừng thượng tuổi thọ cho hai cụ Ngô Văn Dứa tuổi 95 và cụ bà Đinh Thị Lan tuổi 90. Kính thưa các quý vị, kính thưa gia đình cụ Dứa và gia tộc họ Ngô, cụ Ngô Văn Dứa 95 tuổi đời, 63 năm tuổi đảng, trong 34 năm quá trình công tác cũng đã trải qua nhiều lĩnh vực, nhiều cương vị công tác. Năm 1951, cụ tham gia du kích tập trung với cương vị quân bạc. Năm 1953, cụ được bầu làm phó trưởng phóng Hùng Vương. Năm 1958, cụ đảm nhiệm cương vị chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp. Năm 1963, cụ đảm nhiệm cương vị phó chủ tịch nội chính trưởng công an xã Yên Tiến. Tháng 6 năm 1969, cụ được tổng động viên của quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 10 năm 1969, cụ được chuyển công tác và được giao nhiệm vụ trưởng phòng kế hoạch và điều vận kiêm chủ tịch công đoàn trạm cơ khí nông nghiệp huyện Yên. Năm 1985, cụ được nhà nước cho nghỉ hưu tại quê nhà. Về với đời thường, cụ tiếp tục tham gia công tác với cương vị phó chủ tịch mặt trận tổ quốc, trưởng ban công tác, trưởng ban tôn giáo vận. Tháng 10 năm 1985 đến tháng 10 năm 1989, song song với cương vị trên, cụ được bầu làm bí thư chi bộ phó Hùng Vương. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chiến tranh bảo vệ tổ quốc, hai cụ đã lần lượt động viên bốn người con trai lên đường tham gia quân đội nhân dân Việt Nam. Kính thưa các quý vị, suốt quá trình công tác của cụ, trong bất cứ điều kiện nào, ở bất cứ cương vị nào, lĩnh vực nào, công tác nào, cụ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tặng các bó hoa
để chúc mừng cho cụ ông Ngô Văn Dứa và đặc biệt cũng như chúc mừng cho cụ bà Đinh Thị Lam. Và ngay bây giờ thưa quý vị sẽ là những món quà, những đóa hoa đến từ nội tộc của cụ ông và cụ bà. Ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời nội tộc sẽ trở lên sân khấu để có những lãng hoa, những bó quà để dành tặng và chúc mừng cho cụ ông và cụ bà. Alo. Nhân dịp hưởng thức thọ cho hai cụ chúng tôi trong tập đồng của họ Ngô, thì ngoài cái chút quà ra thì chúng tôi sẽ có một vài cái câu thơ để chúc mừng như sau. Xin đọc là: ngắm từ phúc lộc thọ trường, qua bao trải nghiệm đời thường ông cha, phúc ấm con cháu đầy nhà, trước giữ nòi giống sau là tương lai, lộc bền nhờ phúc mới nên, đa tài hữu lộc ấm êm cửa nhà, trẻ sung túc khỏe thân già, tinh thần phấn khởi ắt là trường sinh. Đây là cái mong muốn của cụ, tôi lựa mong muốn của cụ tới làm mấy bài thơ này tặng. Ngày xưa cha lớn lên cùng gói dơm vàng thơm mùi lúa chín, ngày xưa cùng với ông của con cha thang cánh diều gửi bao ước mơ, này dài dòng cánh tay ôm trọn giấc mơ hiện ngang vào đời. Từ lời giữa mát tràn đầy là tình yêu thương cha vun đắp từng ngày, theo từng dấu chân trên đường bước đi khi con thành người. Là lời ca bay xa khắp chốn địa đàng, là bờ vai hiên ngang đứng giữa mây ngàn, là vòng tay bao la cùng cha cùng thầy mẹ cùng con, là bình minh lung linh thắp sáng bầu trời, dù ngày mai bao nhiêu gian khó cuộc đời ơi vẫn sẽ mỉm cười. Thân mến, chúng ta sống vì sao ạ? Sống vì cha mẹ, sống vì con cái của chúng ta và sống vì gia đình yêu thương của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng con xin được thay lời cho tất cả quý vị có mặt tại đây, thay lời cho các con các cháu xin được chúc các cụ ông cô bố bà mãi mãi trường thọ và một tràng pháo tay thật lớn của tất cả quý vị ạ. Dài dòng cánh tay ôm trọn giấc mơ hiên ngang vào đời. Theo từng dấu chân trên đường bước đi khi con thành người, là lời ca bay xa khắp chốn địa đàng, là bờ vai hiên ngang đứng giữa mây ngàn, là vòng tay bao la cùng cha cùng thầy mẹ cùng con, là bình minh lung linh thắp sáng bầu trời, trời ơi dù cho cả đường ba giờ ôm lấy mẹ của con, là bình minh lung linh thắp sáng bầu trời, dù ngày mai bao nhiêu gian khó cuộc đời, dù là khi trời ơi dù cho rất nhiều.
mẹ, tuổi đời thượng thọ sánh Nam Sơn. Xuân này không gì mừng vui hơn, con xin viết một bài thơ y chúc mừng. Đầu xuân con chúc mừng cha mẹ, nghĩa tình bền vững tựa kim cương. Gia đình đầy ắp ý yêu thương, cháu con như một vườn hồng y ngát hương. Suốt đời con ghi nhớ công ơn, như Thái Sơn như mạch nước trong nguồn. Cuộc đời mẹ cha là gương sáng, cho đàn con cháu nâng ly con kính mẹ, mạnh khỏe sống vui cùng con cháu, bách niên dài lão uy với sơn. Sánh Nam Sơn, xuân này không gì mừng vui hơn, con xin viết một bài thơ y chúc mừng. Đầu xuân con chúc mừng cha mẹ, nghĩa tình bền vững tựa kim cương. Gia đình đầy ắp ý yêu thương, cháu con như một vườn hồng y ngát con ghi nhớ công ơn, như Thái Sơn như mạch nước trong nguồn. Cuộc đời mẹ cha là gương sáng, cho đàn con cháu ý nói theo. Rượu thơm nâng ly con kính cha, rượu thơm nâng ly con kính mẹ, mạnh khỏe sống vui cùng con cháu, bách niên dài lão uy với sơn hà. Mạnh khỏe sống vui cùng con cháu, bách niên dài lão uy với sơn hà. Tuổi cao, sức khỏe càng cao, muốn tìm một cái cách nào đó để trẻ già, trẻ lâu, khỏe và trẻ lâu. Xin tặng hai cụ một bài thơ là Bí quyết sống khỏe, trẻ lâu. Mỉm cười cháu lại hỏi ông, tuổi cao ông nội vẫn không thấy già. Trời cao đất rộng bao la, đời ông là bản tình ca tuyệt vời. Bí quyết của ông là cả cuộc đời, vì ông bà vẫn chọn đời yêu nhau. Gió xuân ngan ngát hương cau, mây mưa là chuyện bên nhau đều đều. Nói ra bà bảo ông lắm điều, thật tình có thế mới yêu đến già. Ngày xuân chim én bay qua, lại yêu như trẻ, như là còn xuân. Thật thà ông chỉ một mối tình, yêu bà hơn cả yêu mình. Cháu ơi, xin hết. Cảm ơn các quý vị. Khuyên nhủ thế chữ tăng cầm, thế chữ tăng cầm vững chí tâm, thân thiết bạn bè hoặc thiết tham. Xin hết. Vâng ạ, và chúng con xin được thay lời cho các con, các cháu của cô ông và cô bà xin được cảm ơn ông Biên rất nhiều với những tình cảm tuyệt vời, với những bản thơ đã dành tặng và chúc mừng cho lễ tự tường thọ của cô ông và cô bà. Và tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời
hội cựu chiến binh cùng với đội Kỳ Lân sẽ trở lên sân khấu để có những lãng hoa, những bó hoa tươi thắm để dành tặng và chúc mừng cho lễ thư thường thọ, chúc mừng cho cụ ông và cụ bà. Một lần nữa trân trọng kính mời hội cựu chiến binh cũng như đội Kỳ Lân trân trọng kính mời. Trong nắng vàng khắp chuông tiếng reo vang, xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng, trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi xưa lúc ngây thơ cầm tay hỏi nhau ngần ngơ, đến bao giờ đón xuân mơ. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng, trong nắng vàng khắp chuông tiếng reo vang. Kính thưa các quý quần khách, hôm nay là ngày thượng thọ của bố mẹ tôi. Tôi thay mặt gia đình xin cảm ơn các cụ ông, cụ bà, các quý vị quần khách đã đến chung vui và chúc thọ bố mẹ tôi. Đầu năm mới tôi không biết nói gì hơn xin kính chúc các cụ ông, cụ bà, các quý vị quan khách một năm mới an khang thịnh vượng. Và tôi xin cảm ơn và xin mời các cụ ông, cụ bà và các quý vị quan khách đầu xuân mới xin dùng bữa quanh tiệc và ly rượu đầu xuân với gia đình. Xin cảm ơn và trân trọng cảm ơn. Hôm nay con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao, lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về mừng thọ mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui, noi gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Dâng tặng mẹ cha bao nhiêu thương kính, dòng về mẹ cha dâng ngàn đóa hoa tươi màu, gửi tặng mẹ cha như lòng chúng con luôn nguyện làm người con. Hôm nay vui về gia đình đoàn viên, trao nhau thâm tình hướng về tu dưỡng thân tâm, nguyện cầu mẹ cha sống bình an suốt đời. Con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục từ
giữa núi non cao, lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về mừng thọ mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui. Nói gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Bao nhiêu lời chúc lành dâng tặng mẹ cha, bao nhiêu thương kính dòng về mẹ cha. Đoàn viên trao nhau thâm tình hướng về tu dưỡng thân tâm, nguyện cầu mẹ cha sống bình an suốt đời, nguyện cầu mẹ cha sống bình an suốt đời.